các bạn nhìn nhé. Ngon đúng không? Ngon đúng không? Ngon đúng không? Ngon anh ăn có thể dùng nặng. Từ quê channel xin chào tất cả các bạn. Các bạn biết đây là cái gì? Nhìn như là một tờ giấy thôi. Đây là cái bì lợn, hay là gọi là cái giá lợn các bạn. Thì hôm nay mình đi chợ mình có mua được một ít cái bì lợn này, cả to cả nhỏ. Dưới nhá, nhỏ. Đây là to này, là những cái bì ra to này. Thì hôm nay mình sẽ làm món bì lợn chiên giòn các bạn nhé, chiên nổ ăn giòn như ăn bánh da luôn các bạn. Thì cái bì này mình mua về mình đã làm sạch cái lông, mình đã rửa sạch, mình đã cạo sạch cái lông, mình rửa sạch. Thì trước hết thì mình phải đem đi mình luộc qua cái này các bạn, luộc xong rồi mình sẽ ướp với chanh hoặc giấm và muối, xong đấy mình sẽ đem đi phơi, chưa có nắng mình sẽ đem đi phơi các bạn. Phơi xong thì mình thái nhỏ, xong mình sẽ ướp mắm, mình sẽ ướp chanh và muối, xong thì mình sẽ đem đi phơi, phơi một ngày. Xong nếu có nắng mình sẽ phơi một ngày, nếu không có nắng mình sẽ phơi hai nắng. Thế là tùy đến lúc nào thì cái bì lợn này nó khô và xe và được thì mình sẽ bắt đầu mình đem đi chiên các bạn. Thì trước hết là bây giờ mình sẽ phải đem đi luộc qua cái bì này đã, mình sẽ luộc chín luôn cái bì này, chứ còn mình luộc qua mình sẽ luộc chín luôn cái bì này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đem đi mình luộc trước đã. Để cho các bạn xem. Đấy. Cái bì ngon các bạn. Đấy. Rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ đem đi mình luộc đã các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi luộc cái bì này đây các bạn. Đấy. Mình cho bì vào trước. Rất là nhiều bì các bạn. Cho bì vào thì mình sẽ cho một ít gừng nữa các bạn nhé, để cho nó đỡ cái mùi hôi của cái bì lợn này ra đấy các bạn. Xong mình sẽ đun nước. Cái bì này nó sẽ nở, khi đun chín nó sẽ nở lên rất là nhiều các bạn. Xong mình sẽ bật bếp mình đun. Các bạn đun đợi luộc cái bì này cho nó chín đi các bạn nhé. Chín xong thì mình sẽ đem đi mình thái nhỏ ra, xong rồi mình sẽ bắt đầu mình đem đi mình ướp vẫn muối và chanh hoặc giấm cũng được các bạn nhé. Đây các bạn, cái bì mình đã luộc xong rồi đây các bạn. Đấy, cho các bạn xem nó đã xoắn tít vào rồi đây này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đem đi mình thái miếng nhỏ thì mình đem đi mình ướp các bạn nhé. Bì đây, bì mình luộc ở đây. Bây giờ mình sẽ đem đi mình thái nhé. Đây mình chuẩn dầu thớt đây, cho lên một cái để đệt các bạn. Bì mình sẽ đệt dưới này. Thì cái này các bạn thái bé nó không cần phải thái to. To quá các bạn có thể cắt làm đôi. Đây này rồi. Có những cái bé là mình không cần phải thái các bạn. Đi chiên lên á, cái này nó giòn lắm. Ăn nó rất là giòn, nó là bì lợn, ăn nó giòn lắm, như là cái bì của các bạn ăn cái thịt lợn quay ấy, các bạn quay nổ bì ấy, thịt lợn ấy, nó rất là ngon. Thì cái này mình đã có làm một lần rồi, mình ăn rất là ngon, nên là hôm nay mình cũng quyết định mình mua một ít về mình làm để mà chia sẻ với các bạn. Bì lợn chiên giòn.
món này mà thời tiết nóng nóng ấy, mà bạn ngồi mà nhâm nhi cốc bia thì nói là không có gì sánh bằng. Cuộc đời được hoa luôn các bạn. Cái bia này nó giòn lắm. Toàn bộ phần bì mình đã thái xong ở đây rồi các bạn. Thì được từng hôm nay thì bây giờ mình sẽ đem đi mình ướp với chanh và muối các bạn nhé. Để ướp xong thì trưa nó có nắng mình sẽ đem đi mình phơi. Rất là nhiều bì. Đây, sau khi mình thái cái bì xong đây này các bạn, thì mình có chuẩn bị bát nước cốt chanh này các bạn, mình sẽ cho lên nhé. Cái này các bạn cho tầm độ 2 quả chanh. Và đây là cái muối này các bạn nhớ là các bạn dùng cái hạt muối hạt này nhé, chứ các bạn không nên dùng bột canh. Các bạn cho nó chút thôi cho nó mặn. Muối các bạn cho một chút thôi. Các bạn trộn đều. Nó chanh cái bì nó thơm lắm các bạn. Các bạn nhớ là cho chanh hoặc giấm. Không có chanh thì các bạn cho giấm. Không có chanh thì các bạn cho chanh sẽ ngon hơn. Chanh nó thơm. Đây. Xong rồi các bạn. Đây các bạn ướp cái này tầm độ 2-30 phút để cho cái muối và cái chanh nó ngấm hết vào cái bì này đấy các bạn. Thì sau đó các bạn nếu trời nắng thì các bạn đem đi phơi. Nói chung là cứ làm xong thì thời tiết nắng hay là không nắng thì các bạn vẫn đem đi phơi các bạn nhé. Nhớ nha, ướp sau độ 2-30 phút sau thì các bạn đem đi các bạn phơi. Đây là cái bì đây các bạn. Cái bì này mình đã ướp được 25 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ đem đi cho ra cái giá nhựa này, cái giá sạch đây các bạn. Để mình đem đi mình phơi nhé các bạn nhé. Này thời tiết cũng không nắng mới nhưng mà vẫn phải phơi các bạn. Một nắng phơi mà nó chưa đạt yêu cầu thì mình sẽ phơi hai nắng. Thì bây giờ vẫn sớm nhưng không biết đầu giờ chiều nó còn nắng, trời nó nắng thì mình chỉ phơi một nắng, nếu mà không nắng thì mình sẽ phải phơi hai nắng. Được rồi, được có một cái dục này luôn rồi các bạn. Làm cái món này thì cần nhất là thời tiết phải nắng, nắng to, càng nắng to càng tốt các bạn, càng thích thì nó sẽ nhanh khô hơn, mà nếu không thì mình sẽ phải làm thêm một nắng nữa, một đến hai nắng thì mình tin chắc là hai nắng là nó sẽ khô được các bạn. Vì trước mình cũng có làm rồi, thì mình mới ra mình phơi hôm đấy mình làm mùa hè ấy thì nó nắng to, mình làm có một nắng là được, nhưng mà đợt này là mình đâu nó không có nắng mới các bạn. Đây, đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi mình phơi nhá, mình mang về cả cái bàn này cho sạch. Đây các bạn, mình đã mang cái bì ra ngoài sân mình phơi rồi. Nhưng mà hôm nay thôi không có nắng, không có một chút nắng nào các bạn. Đây, bộ khi nắng là nắng hướng này. Nhưng mà hôm nay không có một chút nắng nào, các bạn không có một bóng. Thì chắc mình sẽ phải phơi thế này nắng. Nếu đầu giờ chiều mà có nắng thì mình chỉ phơi một nắng, còn nếu không mình sẽ phải phơi hai nắng nữa các bạn. Cái bì này các bạn nhìn này rất ngon, đây các bạn, quay gần vào đây cho các bạn xem này. Cái
Bì lợn hôm trước này mình đã phơi được, mà hôm nay thời tiết nó không nắng mới các bạn. Thì mình phơi hai nắng rồi nhưng mà nó vẫn chưa được khô theo ý, mới nó cũng khô rồi. Nhưng mà nếu mà nắng thì các bạn phơi thêm một ít nữa là được rồi. Nó quay con ra cho các bạn xem này. Này đây, nó cũng khô nhưng mà nó chưa khô mới đâu các bạn. Các bạn mà nắng thì các bạn phơi thêm đấy. Nhưng mà mới hôm nay thời tiết không nắng, mình đã phơi hai nắng rồi. Phơi hai nắng rồi nhưng mà nó không được khô cho lắm. Nhưng thôi hôm nay mình sẽ đem đi mình chiên này các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đem đi chiên luôn rồi các bạn. Sau khi mỡ cái dầu nó đã nóng ra lên rồi thì mình cho cái bì này vào đây các bạn. Cái này nó nổm các bạn, mình sẽ cho một ít một thôi. Nổm của nó bắn. Quay gần gần ở đây cho các bạn xem. Đấy, đây đang nổm nổm lên rồi đấy. Cho mình chạy lại cho nó bắn các bạn nhé. Đây này các bạn, quay gần ở đây cho các bạn xem. Đấy, này cái bì nó nổ lên rồi đây này các bạn. Đấy. Ngon lắm. Bây giờ mình sẽ nó ra cái, mình đã chuẩn bị một cái giá rồi đây các bạn. Cái không nó sẽ bị đắng các bạn. Thì mình đã làm một lượt rồi, để quá là nó sẽ đắng. Mình sẽ thử cái này. Mời các bạn nhé. Rác hơi nguội nó luôn lắm. Cho thêm lá nữa các bạn nhé. Nó đã nộp nực ra thế này là được rồi đây này các bạn. Thì nó như cái miếng bim bim ấy này các bạn nhìn này. Nhìn này các bạn. Thì sẽ cho ra đang cháy các bạn. Nó cũng màu nó đã ngà ngà sang màu vàng rồi. Thế này mới là được này các bạn. Còn nó đây này, những cái lớp bì này nó phải phồng lên thế này thì nó mới được. Như lúc nãy là lúc nãy mình cho các bạn xem lúc khi mình mới cho vào thì nó vẫn còn chưa được cơ. Cho tiếp vào các bạn nhé. Cái bì này nó chưa được khô cho lắm đấy các bạn. Nó mà khô hẳn đấy thì nó sẽ ấy hơn. Đây, con quay rồi cho các bạn xem đây. Đấy các bạn có nghe thấy tiếng nó đang nổ lốp bốp ở đây này đấy. Ngon. Đấy nó đang nổ bốp bốp rồi đấy. Mời các bạn ơi. Ui, quá ngon. Các bạn, đây là mẻ cuối cùng đây, mình đã chiên được gần xong, mẻ này gần được rồi, đây này là được cái chết rồi, giòn tan, ngon, ngon. Nó ra đây các bạn. Xong rồi đây, mình chiên giòn xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi thưởng thức nhé. Ăn nó giòn như bánh đa các bạn, như bim bim này. Mời các bạn nhé. Đây này các bạn, quay gần cho các bạn xem. Đây là cái đĩa, mình còn lấy ra một đĩa thôi. Một chút vào cái đĩa này là cái bì lợn chiên giòn. Mình làm trong đấy. Và mình đã cho thêm một chút bột ớt nữa. Và quay thật gần lại đây cho các bạn xem này. Đấy, cái bột ớt đây, đấy, cho nhìn cho nó cay cay, cho nó ngon, hấp dẫn lên các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ đem đi thưởng thức cái món này xem. Nãy mình cũng có ăn rồi, nó giòn lắm. Nó ăn như là ăn bánh đa các bạn. Bánh đa 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 quạt nướng rồi đấy. Còn cái này thì nó nhìn như cái bim bim. Thôi mời các bạn nhé. Này, chấm lẫn tứ. Mời các bạn nhé.
Giòn quá. Giòn. Này uống ăn bia quá. Bia Hà Nội. Này mình vẫn còn gì là mình thích uống bia. Ăn không? Dạ. À. Ăn không? Cám ăn luôn không? Dạ. Ăn đi. Ngon lắm. Ngon mà nó ớt hay bằng hơi cay cay. Này các bạn uống bia nha. Người Hà Nội uống bia Hà Nội. Cái bia lợn này tròn, rất hợp với uống bia. Ngon. 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 Quay gần lại đây cho các bạn nghe cái tiếng cắn này. Các bạn nhìn nhé. Ngon. Ngon lắm. Ngon. Ngon. Nó mùi nữa. Nó khô. Nên uống bia ngon hơn uống rượu các bạn. Uống đang bia ngon. Đợt trước mình cũng đã làm, mình làm nhiều lắm mấy năm này, cũng hai năm nay rồi mình cũng có làm nhiều. Mùa đó năm mùa hè nắng to, phơi nó có nắng là được buồn quá. Nhưng mà đợt này là mình phơi có hai nắng, mà nó toàn nắng người người được, nắng có lúc tiếng hai tiếng nó đã tắt mất rồi. Nên cái bì này nó vẫn chưa được khô theo cái ý, theo cái ý định của mình từ đầu ấy. Nếu mà nó nắng to mình phơi thêm, nó nắng không nắng mới các bạn, thế là không phơi được. Hôm nay mình ăn chưa giòn, quá giòn rồi. Còn khá luôn, lùi ra. Còn lùi ra. Này con thế. Con muốn gặp Bình Bình. Bình Bình nhiều. Hết đây, hết sạch rồi các bạn. Ba con ăn hết đi.
ít thôi, mình lấy chỗ đấy thì tầm 1/3 cái chỗ ở dưới, còn ở dưới nữa. Lát nữa thì nó nhạt không ăn. Ngon thì mỗi người một ít, ăn cho nó ngon các bạn. Nhưng ngon nhỉ? Ngon. Anh ăn có thể rung não. Cái món này thì mình cũng không đánh giá, nhưng mà theo mình là ngon. Ngon chẳng? Ngon. Anh ngon không? Còn muốn ăn thêm nữa thì chứng tỏ món này ngon. Nhưng mà phải có cái này nha các bạn nhé. Rất hợp với cái này. Cái này ăn rất được, rượu không hợp bằng bia. Bia và cái này ăn nó cái bì này mình chiên giòn lên là nó sẽ bị khô, là nó sẽ khô nên uống bia hơn hơn uống rượu các bạn nhé. Thôi ba bố con mình cũng xin kết thúc cái video này đây. Các bạn xem video nó thấy video hay, các bạn hãy cho ba bố con mình like, share, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn chuông các bạn nhé. Thôi ba bố con mình cũng xin chào các bạn ơi, hẹn gặp lại các bạn ở những video và những món ăn tiếp theo nha. Xin chào các bạn nha. Chào các bạn. Thôi này. Bạn. Tí lại tiếp, tôi dọn nó đây. Khéo để mai em tiếp đây. Anh bưng ngay xuống. Dạ.